Xin chào quý khán giả của kênh truyền hình HDTV. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tin tức và sự kiện trên kênh truyền hình HDTV. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện khoa học. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Công nghệ và cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế tài chính. Đình Quang, Phương Thảo xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hi Music. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Những người nổi tiếng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Văn hóa bốn phương. Kênh truyền hình HITV xin trân trọng giới thiệu một thế giới nội dung mới lạ, hấp dẫn và phủ sóng rộng khắp. Qua gần 5 năm phát sóng, thương hiệu truyền hình HITV trở nên thân thuộc với mỗi gia đình, giúp quý khán giả thỏa mãn nhu cầu giải trí. Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại sự hài lòng cao nhất. Truyền hình HITV, kênh truyền hình uy tín, là bức tranh đa màu sắc, sống động và tinh tế về một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Truyền hình HITV, kênh phim truyện giải trí đặc sắc với 10 khung giờ phim phát sóng mang đến cho quý khán giả những bộ phim đặc sắc, hấp dẫn. Truyền hình HITV cập nhật những thông tin kinh tế xã hội, những sự kiện văn hóa đáng chú ý trong nước và quốc tế. Ngoài những câu chuyện về cuộc đời sự nghiệp của các doanh nhân trên thế giới hay cách tạo ra những đồ vật gần gũi với cuộc sống của chúng ta, một thế giới khoa học và công nghệ đa chiều. Không những thế, truyền hình HITV mang lại một không gian âm nhạc nhiều màu sắc, sống động cùng những thông tin trailer của những bộ phim bom tấn cũng như phim truyền hình mới nhất sẽ ra mắt khán giả. Truyền hình HITV đang không ngừng cải tiến cả về lượng và chất với nhiều dự án tham vọng lan rộng vùng phủ sóng. Truyền hình HITV phát trên hệ thống truyền hình cáp Hà Nội HCATV, truyền hình cáp Thành phố Hồ Chí Minh HTVC, truyền hình MyTV, truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV, truyền hình ăn TV của FPT, truyền hình cáp Việt Nam VTV cáp và một số truyền hình cáp địa phương. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ truyền hình HITV, tòa nhà BTS số 30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 04-353-79999 hoặc 04-353-79555, hotline 0978-69-7989.